Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Vector Tây Du Đại Hội của nhà phát hành Funtap. Thì Vector Tây Du Đại Hội là tựa game nhập vai đi cảnh, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Tây Du của tác giả Trịnh Kiện Hòa và tác giả Đặng Chí Huy. Thì Tây Du Ký và hành trình thỉnh đại thừa chân kinh của thầy trò Đường Tăng là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao thế hệ game thủ tại Việt Nam. Thì đã có khá nhiều dị bản về thế giới Tây Du hoặc là đã cuộc chiến thần ma trong cộng đồng game thủ. Thì tuy nhiên thì với Westworld thì Tây Du Đại Hội sẽ được phát hành bởi nhà phát hành Funtap. Thì đây là câu chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi hình tượng của từng nhân vật như là Ngộ Không hay là Đường Tăng hay là Tư Bất Giới cũng khác hoàn toàn so với ký ức tuổi thơ của tất cả chúng ta. Thì bắt đầu trải nghiệm của Westworld Tây Du Đại Hội thì tác giả vô cùng ấn tượng với năm lát nhân vật được khắc họa chi tiết gồm Đường Tăng, Ngộ Không, Tiêu Bất Giới và Sa Ngộ Tịnh và Bạch Lan. Thì cả năm nhân vật đều được xây dựng bám sát cốt truyện Tây Du của tác giả Trịnh Kiện Hòa và Đặng Chí Huy. Thì qua đó thì Đường Tăng này vô cùng khác biệt so với nguyên tác, khi sẵn sàng nói lời lẽ bằng nắm đấm thay vì niệm kinh. Cốt truyện của Westworld Tây Du Đại Hội kể về hành trình trở lại yêu quái đại đạo, trả lại kỳ kinh của thầy trò Đường Tam Tạng dựa theo yêu cầu của tiểu yêu Bạch Lan. Thì xuyên suốt hành trình của mình thì các bạn sẽ được thu phục và kết nạp thêm những đồng hành với kỹ năng vô cùng ấn tượng như là yêu quái hoặc là thiên thần. Thì qua đó thì nâng cao lực chiến để thử thách sức mạnh trước những đại yêu mạnh mẽ như là Bạch Cốt Tinh hay Ta là cùng Ngưu tề với Ma Tiêu Dương Dung sẽ hay giúp là đánh Thiên bại Thần Sa Tế Bảo Ngã Thiên như Đan là Tử và không Hiền đánh nàng Kim chơi trong Cang tay người khác. tới Đại Thiên Vương hay là Đế Thích Thiên chẳng hạn. Đây là một tựa game nhập vai màn hình dọc. Thì lối chơi của Tây Du Đại Hội ít nhiều để lại ấn tượng thú vị với hệ thống kỹ năng đẹp mắt và cơ chế PvP KS Boss tự do của game. Thì qua đó các bạn sẽ phải chú ý tập trung vào diễn biến trong quá trình chơi và cảm thụ game nhiều hơn chứ không đơn giản chỉ là phó mặc auto những tựa game khác. Thì về cơ bản thì Westworld Tây Du Đại Hội đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho các bạn sử dụng mobi với tạo hình và một cốt truyện khá ly kỳ. Thì tuy nhiên thì bên cạnh những điểm nhấn hấp dẫn đó thì game vẫn tồn tại khá nhiều hạt sạn nhỏ như là lực giật lát lát độ trễ có chiêu thức luôn khiến đòn đánh có cảm giác bị chậm và phải mất một lúc sau thì hiệu ứng chiêu thức mới được thi triển. Thì đặc biệt thì ngay trong phần trải nghiệm thì không khó để nhận ra sức hút của game khi tình trạng quá tải delay diễn ra liên tục cho lượng người chơi vượt quá tầm kiểm soát vào ngày đầu. Thì chắc các bạn chơi vào ngày đầu khi ra game thì cũng không không thì cũng đã biết được điều đó. Thì các bạn có thể yêu thích và trải nghiệm game này có thể tải về chơi nhé. Thì ngoài ra khi vào game các bạn sẽ nhận được là cái VIP 3 và khi bạn làm một số nhiệm vụ như là mình đang sử dụng nhiệm vụ đi khiêu chiến là sẽ nhận được là VIP 4 chẳng hạn. Ok thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ và hướng dẫn các bạn nhập gift code nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần vào website playful.vn, sau đó các bạn nhấn vào gift code. Bạn nào đăng nhập rồi thì các bạn tiến hành đăng nhập, bạn nào đăng nhập rồi thì bỏ qua nhé. Sau đó các bạn nhấn vào game Big World Tây Du Đại Hội và sau đó các bạn nhấn vào đổi code và tiến hành chọn siêu vào nhân vật của mình. Thì hiện tại thì có 6 code chung. Giờ các gift code này các bạn có thể ở bên phần tất cả các bạn bấm vào đổi thay cho nhanh nha các bạn. Đó các bạn cũng tiến hành chọn siêu vào nhân vật.
Đây, sau đó các bạn chạy ra xong, sau đó các bạn tiến hành vào game để nhận quà. Đây, thì phần quà sẽ được gửi thẳng qua thư. Gift code này là gift code đạt mốc 4.000. Thì code này sẽ nhận được là 110 thẻ 10 quặng xu, tiên ngọc khóa số lượng 500, đá cường hóa trang bị số lượng 50, và cái cuối cùng đó là hỏa long tinh hồn số lượng là 50. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với code thứ hai, code chung thứ hai. Đúng rồi, đổi tiếp. Thì code thứ hai như sau. 999 tay du ký. Vậy các bạn nhấn tiếp tục. Thì gift code thứ hai sẽ nhận được các phần quà sau. Đây là quà trải nghiệm nhận được là chuyển lương ấn thiên binh, hay là đá tiến hóa trang bị số lượng 3, thần ấn Như Lai Trần Sơ, hay là đá tăng sa đồng hành. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp là gift code thứ 3. Các bạn nhấn vào đổi tiếp và tiến hành chọn lại server và nhân vật mình đang chơi. Gift code thứ 3 như sau. 9 tay hành kỹ. Sau đó các bạn đợi chút kiểm tra. Hoặc là các bạn có thể vào cái tất cả các bạn nhấn vào đổi code nhé. Thì gift code này sẽ nhận được là các phần quà sau. Thần ấn Như Lai Thần Sơ số lượng là 50, đá tăng sa đồng hành số lượng 20, và hỏa long tinh hồn số lượng 20. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ tư. Gift code thứ tư như sau. Nhấn vậy chọn server nhân vật. 9 tặng sư phụ. Thì gift code thứ tư sẽ nhận được các phần quà sau. Thì đây là các gift code cũ nha các bạn. Gift code thứ tư đây sẽ nhận được là cái thần ấn thiên thần tiễn sơ số lượng 50, đá tăng cấp tọa kỵ số lượng 10, và đang thức tỉnh đồng hành số lượng là 10. Sau đó cùng đến với gift code thứ năm, các bạn cũng vào cái trang web và đổi tiếp. Gift code thứ năm như sau. 9999 tay du. Các bạn hiếu số 9. 99.999 tay du. Vậy các bạn vào game và vào thư để nhận quà. Gift code thứ 5. Gift code này sẽ nhận được là khẻ 10 vạn xu, ngọc lộ chúc phúc kỳ kinh, đá cường hóa trang bị, và thần ấn giáo Phật Chủ Vương. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp. Có là đổi tiếp thì gift code kế tiếp như sau. 999 999 tặng Kim Nguyên Bảo. Các bạn nhấn tiếp tục. Bây giờ chúng ta cùng vào game thì cũng lại vào thư. Gift code thứ 6 như sau. Đá cường hóa trang bị Vinh Dự, hoặc là Hỏa Long tinh hồn số lượng là 20. Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhận cái gift code green. Các bạn vào web, các bạn nhấn vào đó tiếp.
các bạn nhấn tất cả. Thì các bạn thấy ở đây là các zip code riêng, gồm 11 zip code riêng. Các bạn có thể nhấn vào đó để xem nhé. Thì mình sẽ nhấn vào tham gia từng cái zip code và làm theo đúng yêu cầu của các zip code đó. Đấy bạn, nó yêu cầu là thời gian tham gia đến ngày 18 tháng 7, tức là các bạn chỉ cần xem trailer và bạn để lại một chấm sẽ được nhận code. Giờ nhấn lại và các bạn đợi một thời gian nó sẽ cập nhật và bạn bấm vào đây để nhận code nhé. Các zip code trên đây thì cũng vậy, các bạn cũng nhấn vào đó và nhấn vào tham gia. Tổng cộng gồm có 17 zip code. Các bạn có thể đó và xem nhé. Này cũng vậy, các bạn ghi dấu chấm, các bạn bình luận là sẽ nhận được code. Đấy các bạn, thì các bạn đợi một thời gian nó sẽ cập nhật và các bạn nhấn vào các zip code, các cái link đó và các bạn nhấn vào đổi code thì sẽ nhận được nha các bạn. Ok, thì như vậy là đã xong. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.